Thêm một cái sự lựa chọn nữa trong cái tầm tài chính khoảng hơn 400 triệu nhá. Đơn vị em lại có thêm một cái chiếc xe nữa. Đó, dáng mini SUV rất là đẹp. Chiếc EcoSport phiên bản 1.5 Titanium, sản xuất năm 2019 các bác nhá. Với ngoại thất màu trắng này thì không phải nói rồi, rất bắt mắt. Dọc sườn của nó được bác chủ dán lên cái tem này. Đấy. Nhìn có điểm nhấn cực kỳ là nhiều trên chiếc EcoSport này các bác nhá. Đây, mời các bác sẽ đi về phía đuôi để nhìn cảm nhận thêm về chất lượng xe với em này. Màu sơn màu trắng này, nước sơn vẫn mỏng tanh, sơn zin còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy, giờ nước sơn cũng rất là mướt và mỏng. Các cái chi tiết phần map lối của nó này, đèn đóm của nó này, toàn bộ vẫn là nguyên bản. Dòng EcoSport này thì không phải nói rồi. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì nó quá ư là hợp lý cho một cái một chiếc cái chiếc xe gầm cao, đó, chạy gia đình. Cột kèo keo chỉ khung gầm máy số bên em sẽ có cam kết đầy đủ với các bác nguyên bản nhé, xe không qua tai nạn ngập nước gì cả nên các bác hoàn toàn yên tâm. Cái thời tiết hơi mưa gió một chút nhưng mà em tranh thủ là xe về lên sóng ngay để giới thiệu đến cho anh em này. Đó, với cái tầm tài chính khoảng 475 triệu. Một chiếc xe rất là đẹp để cả nhà mình có thể tìm hiểu, mua về sử dụng nhá. Rất là hợp lý luôn. Với cái máy xăng 1.5 thì đây, nó chỉ chạy khoảng độ hơn 6 lít trên 100 km, ở ngoài đô thị của nó chưa đến 5 lít. Những anh chị em nào mà mình mua về gia đình sử dụng, đấy, gia đình sử dụng, mình đi về quê, đấy, mình chạy trong đô thị, chạy kết hợp cực kỳ là hợp lý nhá. Cái nội thất bên trong của xe đây rất là mới. Phải nói một chiếc xe 2019 với cái nội thất như thế này thì phải nói chủ xe đi rất giữ gìn. Xe mới chạy có hơn 5 vạn km chuẩn thôi. Nên là cả nhà nhìn giúp em về cái bề mặt da, độ sần của nó đây. Nó ok đến như thế nào. Chỉ của nó đó, độ sáng của chỉ nó vẫn còn rất là sáng nhé. Đấy, chỉ của nó đây này. Đấy. Mặt ghế vẫn còn rất là ấy. Rất là mới. Cả ghế trước, táp ly được bọc da đầy đủ hết rồi. Đấy, cụm điều khiển của nó đây, bản lề keo chỉ, tất cả vẫn còn nguyên bản hết anh chị nhá. Vô lăng đây, cả nhà mình xem giúp em này. Đấy, vô lăng này. Còn rất mới này. Đấy, các cái khóe của nó này. Đấy. Vô lăng rất là đẹp nhá. Đủ có đàm thoại rảnh tay và set điều khiển này. Rồi đề lỗ start top này. Đấy. Ghế này. Cửa sổ trời thì là không thể thiếu rồi. Trên cái bên bản 29 này nó ra tận 5 bản cơ. Đấy. Chiếc xe này là bản nằm bản ở giữa. Bản cao nhất thì là cái bản 1.0, máy 1.0 động cơ EcoBoost nhá. Còn chiếc này vẫn là 1.5 các bác. Rồi, em xin phép sẽ quay vào trong phần khoang máy để các bác cảm nhận thêm nhé. Vâng, và đây là cái khoang máy của cái chiếc EcoSport 2019 này. Thì điểm qua một chút từ cabo, keo chỉ của nó rồi ốc cabo. Đấy. Tất tần tật vẫn còn nguyên bản. Đây. Anh chị em các bác có nhìn này. Rất đẹp nhé. Xe thì bên em về đã cho spa dọn dẹp lại rồi để anh em nhìn thấy độ mới, độ chất của cái xe này như nào. Đây, phần ốc chân máy đây anh em nhìn này. Đấy. Mặt mặt máy của nó này, mặt gang của nó đây anh em nhìn vẫn còn rất là sáng nhá. Cái mặt gang này rất là sáng luôn này. Đấy, xe thì chạy êm ru luôn. Đấy thì với cái tầm tài chính khoảng 475 triệu. Đấy. Anh em ngoài chiếc xe này thì mình còn sự lựa chọn nào nữa không? Cứ comment ở phần dưới bình luận để anh em chúng ta cùng chia sẻ thông tin với nhau nhé. Đó, và chiếc xe ngày hôm nay em giới thiệu là chiếc Ford EcoSport sản xuất 2019 phiên bản 1.5 Titanium. Xe thì chạy khoảng hơn 5 vạn km cá nhân. Biển Hà Nội đã được rút hồ sơ rồi các bác nhé.
Và với cái tầm tài chính chỉ khoảng hơn 475 triệu, và chiếc xe này vẫn có hỗ trợ banh đầy đủ nhá. Một sự lựa chọn rất là hợp lý đúng không anh em? Các bác quan tâm đến cái mẫu xe này thì có thể liên lạc ngay với em Trường nhá, 0967 798338, hoặc là qua trực tiếp bên đơn vị em số 95 Trương Công Gia, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội xem xe trải nghiệm lái thử. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.